Ngày nay, các sản phẩm mây che đan là sự kết hợp tinh tế giữa vật liệu thiên nhiên truyền thống và kiểu dáng mẫu mã hiện đại. Các sản phẩm được sản xuất bởi các nghệ nhân tại các khu vực làng nghề thủ công tại Việt Nam. Ở các nước châu Âu, nhu cầu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ để trang trí và decor không gian nội thất ngày càng tăng. Nổi bật là các sản phẩm được sử dụng cho các sinh hoạt thường ngày như bát, đĩa, khay, hộp đựng, bình hoa được làm bằng tre cuốn. Đáp ứng cho nhu cầu đó chính là các làng nghề sản xuất mây che đan tại Việt Nam. Trong năm 2018, nhóm hàng mây che đan đã tăng trưởng vượt bậc và chạm mốc 348 triệu đô la Mỹ. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong xã hội hiện đại, các nghệ nhân làng nghề cũng không ngừng làm mới các sản phẩm của mình, từ các sản phẩm to như bàn ghế, giường, kệ, giá trang trí, móc treo đồ, hay cho đến những sản phẩm nhỏ xinh như giỏ mây, túi sách, bình cắm hoa, khung ảnh. Tất cả đều mang những nét thiết kế rất hiện đại và tinh tế, đem lại giá trị cao trong việc sử dụng hoặc trang trí. Để bảo vệ bề mặt tinh xảo và tôn được lớp vân tre tự nhiên, thì sơn phủ chính là giai đoạn hoàn thiện bề mặt, giúp tối ưu độ bền đẹp, tính thẩm mỹ cho sản phẩm mây che đan. Nhưng để lớp sơn đó không làm ảnh hưởng đến tính an toàn của sản phẩm, điển hình như những sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với con người như bát đũa, dụng cụ làm bếp, hay ở một cái nhìn vĩ mô hơn là để đáp ứng được những tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe, thì các nghệ nhân cần lựa chọn một loại sơn đảm bảo tiêu chí an toàn cho người sử dụng. Sau hơn 10 năm nghiên cứu và phát triển các dòng sơn cao cấp, công ty cổ phần Sao Việt Nam đã chính thức ra mắt dòng sơn gỗ gốc nước G8 Green với thành phần tự nhiên, nồng độ VOC cực kỳ thấp và một loạt tính năng ưu việt khác như màng sơn co giãn tốt, chống nứt hiệu quả, độ bám dính và độ phủ cao, màng sơn nhanh khô, chống nấm mốc và tannin nhựa. Sơn gỗ gốc nước G8 Green còn có thể mở ra cánh cửa xuất khẩu cho sản phẩm mây che đan tại Việt Nam khi đáp ứng được các tiêu chuẩn thử nghiệm trên nhiều chất liệu trong môi trường tiêu chuẩn đảm bảo chứng nhận tiêu chuẩn an toàn của Liên minh châu Âu SPHCS, chứng nhận tiêu chuẩn của Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ ASTM F96317, chứng nhận tiêu chuẩn về hàm lượng formaldehyde EN ISO 17226-1, chứng nhận tiêu chuẩn châu Âu EN 713. Vì vậy, G8 Green sẽ là chìa khóa vàng cho các làng nghề, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ trọng điểm tại Việt Nam, có thể xuất khẩu sản phẩm đến các thị trường khó tính như Mỹ hay châu Âu. Về thứ nhất là không nứt vỡ, thứ hai là bề mặt sơn cũng không bong chóc, và đến một cái nữa là có thể là food safe ở cái mức độ an toàn, cái bề mặt sơn không được chảy, không được đọng sơn, đọng bột kẹt hay là không phồng rộp. Độc tố với tiêu chuẩn của nước ngoài ấy, thì bao giờ nó cũng phải cao hơn ở trong nước. Chất lượng của nó sơn ấy thì phải tốt với đúng tiêu chuẩn của nước ngoài được. Nó tùy thuộc vào thị trường các nước xuất khẩu. Ví dụ như thị trường Mỹ thì một kiểu, chẳng hạn thị trường châu Âu một kiểu, thị trường châu Á nó lại một kiểu khác nhau. Về cái vấn đề bong chóc và phồng rộp là cái vấn đề tuyệt đối không bao giờ được phép. Thứ hai nữa là cái vấn đề là dễ dàng thi công, chẳng hạn như là phun sơn nó nhanh khô hay là các cái sơn nó dễ che phủ bề mặt hơn, nó phải an toàn cho người tiêu dùng, đảm bảo được các cái tiêu chí về mùi, về màu sắc không bị ngả màu hay là không bị biến dạng theo thời gian, độ bền đẹp và độ sạch cam để đảm bảo cho tất cả những yêu cầu của khách hàng. Thẳng mịn với lại nó không ngả màu, độ an toàn ở bên trong này, mình phải theo xu thế của khách để mình đáp ứng cái thị trường của khách anh. I like the fact that it is water-based and we're not using any chemicals, which is one of the things that people are tending to go towards, is not using anything that is poisonous or harmful. So having a water-based finish would definitely be one of the plus things for us that we would look at. And as I said, yes, I think it would be very welcomed in South Africa. Mình thấy sử dụng cái sơn G8 Green, thứ nhất là về cái an toàn thực phẩm, thứ hai là về cái nó nhanh khô, ba là cái độ che phủ và cả cái độ mập của sơn là nó cũng đều đáp ứng được nhu cầu của bên mình. Có rất nhiều phản hồi tích cực về sơn G8 Green đã đảm bảo được độ bền, đẹp, chất lượng, an toàn, tốt. Sản phẩm này đảm bảo được những tiêu chuẩn
khắt khe và cực kỳ là cao của những nước như Mỹ, Nhật, và tất cả các khách hàng đều có một phản ánh chung là rất là ưa chuộng và tin dùng với sản phẩm G8 Green này. Cái sơn G8 Green này thì bọn em dùng một thời gian là thấy chất lượng của sơn G8 Green này là thứ nhất không mùi, thứ hai là đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Với sơn phủ cho đầu gỗ thì ngoài các yêu cầu liên quan đến tính thẩm mỹ, tính bảo vệ, độ bền thì cái yêu cầu được đặt lên hàng đầu đối với xu thế sử dụng hiện nay tức là các yếu tố liên quan đến sức khỏe và bảo vệ môi trường. Cái quy trình nghiên cứu của G8 Green thì dựa trên các quy định, yêu cầu và đòi hỏi về tính an toàn của các vật liệu phủ của các nước mà tân tiến nhất châu Âu. Và G8 Green đã phải trải qua một quá trình để đánh giá thử nghiệm các nguồn nguyên vật liệu, các sản phẩm đang được lưu hành hàng đầu trên châu Âu, đặc biệt là trong cái hệ thống cho đồ gỗ trang trí như cái hệ thống của IKEA. Và G8 Green đã được định tính phù hợp với các tiêu chuẩn về tính an toàn xuất khẩu cao nhất, đáp ứng đối với các thị trường nghiêm ngặt nhất như thị trường Mỹ hiện nay. G8 Green thì sẽ mang lại một giải pháp mang tính đồng bộ cho đa dạng các sản phẩm liên quan đến cái sơn an toàn và tất cả các tiêu chí an toàn cao nhất, và đặc biệt đối với cái đặc thù của cái hàng mây che đan ở dưới cát đằng, đó là những cái sản phẩm liên quan đến tiếp xúc với đồ thực phẩm, và đây là một cái ưu thế cho các sản phẩm xuất khẩu nói chung. G8 Green thì đáp ứng được tất cả các tiêu chí, các tiêu chuẩn an toàn cao nhất đối với các hàng, các mặt hàng mây che đan thủ công mỹ nghệ. Và G8 Green sẽ cung cấp đa dạng các giải pháp về thi công và cái hệ thống sản phẩm đối với sơn an toàn.